Hi mọi người, lại là Son Studio đây. Clip này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chuyển đổi giữa hát livestream trên YouTube và thu âm trong phần mềm Studio One như thế nào đây. Thì để mà sử dụng chuyển đổi giữa thu âm và livestream thì mọi người để ý cho mình. Đầu tiên là mọi người phải cài đầy đủ driver. Thì mọi người phải cài cho mình cái driver của sao card. Tức là sao mỗi cái loại sao card mà có thể hát live được thì nó sẽ có một cái driver, tức là cái trình điều khiển của sao card đó, đúng không? Đối với máy của mình thì mình đang sử dụng cái sao card Focusrite USB, đúng không? Rồi cái thứ hai là mọi người bắt buộc phải cài cho mình cái Azurelink Pro. Azurelink Pro thì mọi người mới có thể hát livestream, lấy nhạc từ YouTube hay lấy nhạc ngoài màn hình vào phần mềm để hát được. Không có Link Pro là không có hát livestream được đâu nha. Ok, mọi người phải cài trước cho mình hai cái driver này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô setup nha. Mình sẽ vào cái project nhạc cách mạng tiền chiến này thử cho mọi người xem. Rồi, để mà lấy nhạc từ YouTube mọi người hát live á, thì mọi người để ý cho mình. Trên cái track nhạc nền này nè, thì mọi người phải tích cho mình cái nút này, bật sáng lên cái nút, bật xanh lên cái nút nhạc nền này để nó có thể lấy nhạc từ YouTube vào, được chưa? Rồi, micro của mọi người thì phải bật cái nút này. Mọi người phải bật sáng hai cái nút này lên nha. Đó, khi mà bật sáng lên thì mọi người có thể nghe được cái giọng mình trong phần mềm. Rồi, tiếp theo mọi người vào cho mình Studio One Option này. Rồi, mọi người chọn cho mình cái sao card Azurelink Pro này để mọi người hát livestream nha. Dùng đúng cái sao card gốc này là không được đâu. Chọn Azurelink Pro. Rồi cái chỗ này, cái chỗ này phải, nó phải kiểm soát cái sao card thật của mọi người đó. Thì chỗ này mình đang dùng là sao card Focusrite USB là đúng rồi ha. Còn trường hợp mà nó không phải thì mọi người chọn là Pick Driver này. Rồi mọi người sổ xuống chọn đúng cái sao card của mọi người. Được chưa? Mình chọn Focusrite USB ASIO. Ok. Đó, chỗ này phải là đúng cái sao card thật của mọi người đó. Sao card rời đó. Được chưa? Rồi mọi người tắt đi. Rồi mọi người ok. Rồi tiếp theo mọi người vào đây cho mình. Sổ cái chỗ này xuống này, cái hình tam giác này sổ xuống. Mọi người chọn Audio In Out Setup. Thì cái chỗ này nè, cái chỗ Input LR, cái dòng đầu tiên này nè, thì mọi người chọn bất kỳ chỗ nào cũng được. Nhưng mà nó phải có cái chữ Link In này. Thì mọi người lấy cái gần nhất cho mình. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái link in 56, được chưa? Rồi mọi người bấm OK. Rồi tiếp tục nha mọi người. Rồi mọi người nhìn phía dưới đây, cái bảng màu xanh là bảng kiểm soát Azurelink Pro. Mọi người bấm lên. Đó. Thì bây giờ mọi người sẽ nối lại đường cho mình nha. Rồi mọi người hai cái dây màu xanh này mọi người nhấp chuột trái bỏ đi. Rồi mọi người nối cho mình cái dây số 1 trên này với số 5, số 2 nối với số 6. Thì nó, cái dây chỗ này thì có thể là 3, 4, 5, 6 hoặc 7, 8, 9, 10 gì đó. Do hồi nãy mọi người setup đó. Thì mọi người nhớ cái chỗ này, Audio In Out Setup này. Có phải hồi nãy mình chọn là link 5, 6 không? Đó, cái đường nhạc vào đường 5, 6 này. Thì cái bảng này nó sẽ hiện là 5, 6, đúng không? 1 nối với 5, 2 nối với 6. Được chưa? Mọi người bấm save cho những lần sau nó không bị mất. Được chưa? Ok, tắt đi. Đó thì bây giờ giọng hát của mọi người sẽ vào. Rồi còn cái nhạc nền thì sao? Mọi người kéo qua một bên thử xem nha. Coi nhạc nền nó đã vô chưa. Mở một cái bài trên YouTube nè. Đó thì mọi người thấy không? Nhạc nền. Đó, nhạc nền thì nó cũng đã vô rồi. Thì có nghĩa là mình đã set up thành công để mọi người có thể hát livestream rồi đó. Rồi nếu mà muốn thu âm luôn á, thì đơn giản thôi. Mọi người bật cái nút này, cái nút chờ thu này, thì trong phần mềm nó sẽ thu cùng lúc hai track nhạc nền với giọng hát luôn. Rồi bây giờ mình thử thu nha. Thử thu cả tiếng và giọng hát vô luôn này. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Alo 1 2. Rồi đó là setup để hát livestream ha, để hát trực tiếp trên YouTube. Còn nếu mà mọi người muốn thu âm không á, không cần qua YouTube, thì mọi người sẽ chọn lại cái sao card thật của mình nha. Mọi người vào Studio One này, Option, mọi người chọn đúng cái sao card thật của mình, Focusrite USB, ok. Rồi, ok. Thì bây giờ mọi người không có bật cái nút chờ thu và nút monitor nhạc nền nữa. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần tải nhạc nền từ YouTube về, thả vào track nhạc nền và chúng ta thu ở cái đường phía dưới thôi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ thu bằng sao card thật, không qua Link Pro. Ok, rất là đơn giản, dễ hiểu đúng không? Rồi, tổng kết lại như thế này. Nếu mà muốn hát live trên YouTube
thì chọn Asiolink Pro và setup như trong video. Còn nếu mà mọi người muốn thu âm trực tiếp bằng sao cá, không cần hát live stream gì hết, thu âm trong phần mềm thôi, thu âm chuyên nghiệp đó, thì mọi người sẽ dùng cái sao cạc thật của mình. Mọi người phân biệt hai cái đó là được. Rồi cái clip đến đây ta, hy vọng clip này sẽ giúp ích được cho mọi người trong cách setup giữa, chuyển đổi giữa hát live và thu âm trong phần mềm Studio One nha. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo của Sound Studio. Xin chào.